Hello, xin chào tất cả các chị yêu. Em là Thanh Hương đây. Quần lót là một thứ phụ kiện rất là quen thuộc và không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của chị em phụ nữ chúng mình rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, sử dụng quần lót như thế nào là đúng cách lại là điều mà không phải chị em nào cũng biết. Chính vì vậy mà trong video ngày hôm nay thì em Hương muốn chia sẻ với các chị 10 cái lưu ý nho nhỏ để giúp các chị có thể sử dụng quần lót một cách đúng cách và giúp các chị ngăn ngừa được các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, được không ạ? Và cái lưu ý đầu tiên đó là lưu ý về kích thước quần lót. Thông thường thì khi mà chúng ta đi ra chợ hoặc là vào shop mua quần lót thì các chị hay lựa chọn những cái chiếc quần nó chật một chút, bởi vì là mỗi khi mà kỳ đèn đỏ chúng ta đóng băng vệ sinh thì các chị em muốn là các cái chiếc quần lót chật thì nó sẽ giúp cho cái băng vệ sinh được giữ lại chặt chẽ hơn. Tuy nhiên thì đây lại là một cái điều không đúng, bởi vì sao? Khi mà mặc quần lót quá chật hàng ngày thì nó sẽ khiến cho khó lưu thông máu ở vùng kín. Ngoài ra thì nó sẽ tạo một cái môi trường không thông thoáng và dễ sinh sôi vi khuẩn gây hại. Cái lưu ý số 2 đó là lưu ý rất nhiều chị em thì có thói quen đó là mặc quần lót lọt khe. Quần lót lọt khe thì không chỉ khiến cho chúng ta có được cái sự gợi cảm, một cái sự thông thoáng. Tuy nhiên thì đây lại là mối nguy hại, bởi theo rất nhiều ý kiến của các chuyên gia thì một trong những cái nguyên nhân khiến cho chị em chúng ta bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa là do các cái vi khuẩn có ở trong phân. Và vì vậy khi mà chị em mặc quần lót lọt khe thì nó chính là cái cầu nối gián tiếp đưa vi khuẩn từ hậu môn di chuyển lên cái vùng kín để gây ra các cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Chính vì vậy mà chị em thật là lưu ý giúp em khi mà lựa chọn cái loại quần lót này nhé. Và cái lưu ý số 3 đó là các chị em hạn chế giúp em Hương sử dụng những chiếc quần lót có màu sắc sặc sỡ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái chiếc quần lót này thì chắc chắn là nó chứa phẩm màu rồi ạ. Và có thêm một điều nữa đó là nó sẽ chứa một số cái hóa chất để giúp cho cái màu sắc nó được bền hơn trên chất liệu vải, và nó sẽ khiến cho chị em chúng ta có thể là bị kích ứng da quanh xung quanh cái môi trường âm đạo và gây viêm nhiễm. Ngoài ra thì nặng hơn, nó còn có thể là gây cho chúng ta bị ung thư da đó. Và cái lưu ý số 4 đó là lưu ý về lựa chọn chất liệu quần lót. Các chị em cũng biết là khi chúng ta mặc quần lót thì da chúng ta ma sát với quần lót thường xuyên đúng không ạ? Những cái chiếc quần lót mà chứa các cái sợi hóa học hoặc là những cái chiếc quần lót mà có chứa những cái thành phần độc hại mà khi chúng ta mặc trên người thì nó cũng gây hại đến cái vùng da của chúng ta rất là nhiều. Chính vì vậy mà khi lựa chọn quần lót thì các chị em có thể lưu ý giúp em đó là lựa chọn những chiếc quần lót được làm từ sợi cốt tông. Sợi cốt tông 100% là tốt nhất, bởi nó sẽ tạo được cái sự thông thoáng khi chị em chúng ta mặc những chiếc quần lót đó. Và ngoài ra thì nó sẽ ngăn chặn tất cả những cái vi khuẩn gây hại xâm nhập vào bên trong vùng kín của chị em chúng mình. Và cái lưu ý số 5 đó là lưu ý về cái phương pháp giặt quần lót. Thông thường thì chúng ta thường có thói quen đó là giặt quần lót chung với tất cả những cái quần áo mặc hàng ngày, rồi là vớ, tất, vân vân. Và đây là một cái điều rất là nguy hiểm, bởi vì là những cái vi khuẩn từ tất này, từ quần áo chúng ta mặc hàng ngày có thể lây lan sang quần lót, và đây là một cái điều không tốt khi mà chị em chúng ta mặc quần lót vào ở trên người. Chính vì vậy mà cái cách tốt nhất đó là các chị nên giặt riêng quần lót, và cố gắng là khi mà chúng ta thay ra thì chúng ta giặt bằng tay luôn. Và sau đó thì chúng ta cùng sang cái lưu ý số 6 đó là phơi quần lót như thế nào cho đúng cách. Là tuyệt đối là không phơi ngược cái mặt trong của quần lót ra ngoài, và tránh phơi ở những cái nơi mà khói bụi và không sạch sẽ, đặc biệt là những nơi mà có nhiều cây cối thì các chị tránh phơi quần lót giúp em. Tại vì là khi có rất là nhiều cái con bọ lẹt hoặc là con sâu gióm thì nó sẽ bay lông vào quần lót, và khi chúng ta mặc vào người chúng ta sẽ bị gây ngứa, bị dị ứng cái vùng da thì nó rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là thêm một cái điều nữa đó là những cái khách hàng nào mà bị viêm âm đạo do nấm thì các chị em lưu ý là phải phơi quần lót ra những cái nơi mà thoáng đãng và có ánh nắng. Nhất nhiều chị thì khi mà giặt quần lót xong thì phơi ngay trên móc để ở trong nhà tắm, thì đây là một cái môi trường ẩm ướt và rất là dễ để tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Chính vì vậy các chị em lưu ý là phơi quần lót ở những nơi thoáng đãng và sạch sẽ giúp em nhé. Và lưu ý số 7 đó là các chị nên vào những cái ngày đèn đỏ, rất nhiều chị em là có thói quen đó là gì? Khi mà chị em chúng ta thay băng vệ sinh và chị em chúng ta là để ý thấy là có một chút máu kinh
kinh nguyệt dính ở quần lót, và chị em chúng ta thường chủ quan là không thay ngay cái quần lót đó ra, thì đây là một cái sai lầm. Thì các chị cũng nên là khi mà chúng ta thấy máu kinh của chúng ta rơi ra quần lót thì chúng ta thay băng, và đồng nghĩa với việc là chúng ta thay luôn cái chiếc quần lót đó ra, bởi vì cái máu đó thì nó có chứa rất là nhiều vi khuẩn, để tránh cho vi khuẩn để một thời gian lâu thì nó sinh sôi nảy nở, nó sẽ nhiễm ngược vào bên trong vùng kín của chị em chúng ta, đúng không ạ? Đó, và cái lưu ý số 8 đó là khi các chị mới mua quần lót về thì các chị nên giặt sạch sẽ trước khi mặc cho em. Bởi vì sao? Bởi khi mà trong cái quá trình sản xuất ra những chiếc quần lót này thì có chứa rất là nhiều các cái phụ gia để giữ cho cái quần lót nó được đúng form, ví dụ như là chứa formaldehyde này, rồi là chứa cái thuốc làm trắng huỳnh quang để làm trắng, và chứa hồ để làm sấy khô chiếc quần lót. Thì các chị em lưu ý là đây đều là những cái chất phụ gia có thể gây kích ứng cho da, cho nên là chúng ta nên là giặt sạch sẽ trước khi chúng ta sử dụng. Và lưu ý số 9 đó là không nên dùng máy sấy để sấy khô quần lót vào những cái ngày trời nồm, những cái ngày ẩm ướt. Thì nhiều chị có thói quen đó là sau khi giặt xong thì các chị muốn quần lót của chúng ta nhanh khô hơn, nên là các chị có thể là sử dụng cái máy sấy tóc để sấy quần lót. Tuy nhiên thì đây lại là cái nguyên nhân để khiến cho quần lót của chúng ta làm mất cái độ đàn hồi và dễ bị nhiễm những cái vi khuẩn gây hại. Và là lưu ý cuối cùng, lưu ý số 10 đó là không nên dùng quần lót quá lâu. Theo định kỳ thì từ 3 tháng là em Hương đã thay quần lót một lần rồi, thay toàn bộ quần lót. Tại vì sau khi mà sử dụng một thời gian thì chiếc quần lót nó không còn cái độ đàn hồi, và cái màu sắc giặt quá nhiều lần thì nó cũng phai đi. Thậm chí là có những cái loại mà chất liệu không tốt, những cái loại mà hàng kém chất lượng thì dùng một thời gian dài nó còn gây ra những, nó còn phát sinh ra những cái mùi rất là khó chịu. Cho nên là các chị lưu ý là dùng 3 đến 6 tháng thì các chị hãy thay một loạt quần lót giúp em nhé. Và 10 cái lưu ý nho nhỏ này nó là cái rất là gần gũi và thân thuộc đối với chị em chúng ta, nhưng mà chị em chúng ta không để ý thì nó lại là vô tình trở thành những cái tác nhân khiến cho chị em chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa. Và ngày hôm nay thì sau 10 cái lưu ý nho nhỏ này thì em Hương hy vọng rằng các chị đã có thêm kiến thức để phòng chống bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho bản thân mình rồi. Và em chúc các chị có một sức khỏe sinh sản khỏe mạnh và một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc viên mãn. Xin chào và hẹn gặp lại các chị.